Hi, chào mọi người. Hiện tại thì mình đang trên đường đi học và hôm nay là ngày 30 Tết ở Việt Nam. Hiện tại đang là 10 giờ 50 đêm ngày 30 Tết tại Việt Nam. Trong khi mình đang phải đi học thì ở nhà mọi người đang ăn tất niên rồi chuẩn bị đón giao thừa. Thực sự bên này không có một không khí gì về Tết cả. Thậm chí là hôm nay mình còn phải đón giao thừa trên giảng đường. Vậy là hôm nay mình đã đi học về. Và bây giờ là chiều ngày 30 Tết theo giờ của Mỹ. Thời tiết thì khá là đẹp và dễ chịu. Tối nay thì mình sẽ đi chùa với các bạn của mình. Coi như là đi chùa đêm 30 Tết giờ của Mỹ và ngôi chùa này của Việt Nam. Và mai thì mình sẽ đến trường để ăn một bữa party nhân dịp năm mới nhà trường tổ chức cho sinh viên châu Á. Ở đây thì có khá nhiều Trung Quốc, thành ra là họ có một buổi riêng để tổ chức cho cái ngày năm mới ngày mai, người ta gọi là Chinese New Year chứ không phải là Lunar New Year. Hôm nay thì khi mình học môn algorithm thì ông giáo sư ở trên lớp ông đã lên và nói là Happy Chinese New Year, nghe rất là bực mình nhưng mà cũng không biết làm sao cả, bởi vì ở đây Trung Quốc rất là đông và họ coi như cái ngày Tết âm lịch của mình là Chinese New Year. Tối mai thì bọn mình và các bạn của mình sẽ tập trung tại nhà một anh để tổ chức ăn Tết và mỗi người sẽ host một món, mọi người tập trung lại và mang cái món của mình đến. Còn thứ bảy tức là mùng 2 Tết thì mình có đến nhà một chị ở đây, chị tổ chức một bữa ăn gọi là đầu năm và mời mọi người nói chuyện. Thì mình tham gia. Nói chung là Tết của mình thì chỉ có thế thôi, không có gì cả. Cuộc sống đi học và mọi thứ thì vẫn như ngày thường cả. Ở đây cũng không có không khí mấy, mình cũng không chuẩn bị gì cả. Cũng do là ăn Tết xa nhà nhiều năm ở Nga rồi nên thành ra là cái Tết này cũng không cảm thấy quá là lạ lẫm hay là quá buồn rầu gì cả. Vậy thôi. Mình đến nhà rồi, chào các bạn nhé. Nhân năm mới thì mình muốn gửi lời chúc đến tất cả mọi người, toàn thể bạn bè của mình ở Việt Nam. Lời chúc năm mới thật là may mắn, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong năm con chó này. Sớm phải theo đây, bye.